Chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là mình với Minh Nguyễn thì cũng có một cái câu chuyện thì muốn gửi đến cho cô chú anh chị các bạn xem. Thì như là cái câu chuyện của anh em mình thì vòng vòng cái khu mà để anh em mình làm nghề với nhau, đúng không? Thì nói thẳng luôn đi, anh thì anh cũng ngại lắm, nhưng mà cái sự việc của anh Asin thì những ngày vừa qua thì các anh em YouTuber thì cũng đã vạch trần hết toàn bộ những cái sự thật. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ đó thì coi như là anh Asin này như thế nào về cái vụ việc của chị Giao thì tất cả anh chị hầu như thì cũng đã nắm rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mình cùng với anh Huy cũng có một số cái ý kiến chia sẻ trong cái vụ việc mà anh Asin này dành ăn một mình, nói thẳng ra dành ăn một mình để mà quay cái hình ảnh của chị Giao. Khiến cho dư luận hiện tại thì rất là bức xúc, và những cái gì mà tất cả các anh em lên tiếng giống như là tâm rồn hôm nay á, thì nói với anh Huy á, là có chị Đại là chị Hồng Thèn thì anh cũng biết rồi, chị Hồng Thèn ở ngoài khu vực miền Bắc thì chị cũng đồng hành trong cái vụ việc của chị Giao mang bầu bị tháng bị tên Luân bạo hành á. Thì hiện tại thì cái vụ việc này thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì tin lưng này thì cũng chờ tới ngày xét xử thôi, cũng không có cái gì mà để bàn. Mọi chuyện thì cứ chờ đợi pháp luật để xử lý, xem cái mức án mà pháp luật xử lý cái tin lưng này là như thế nào. Đó, thì sau cái câu chuyện của chị Giao á anh chị, thì tất cả các anh em YouTuber và đặc biệt những người trong cuộc như là bạn Tâm Rơm là người đã chia sẻ cái hình ảnh của chị Giao đầu tiên để mà lan tỏa, để cho mọi người chia sẻ mạnh mẽ lên, để mà đến thời điểm bây giờ thì chị Giao đã đón con về cũng như là được cái sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Tuy nhiên thì cái vụ việc này nó lùm xùm đó, là do cái vấn đề mà anh Asin này anh có cái vấn đề là cắt đuôi anh em YouTuber, cũng như là nói thẳng ra là dành ăn một mình trong cái vấn đề quay clip. Mà cụ thể thì gần đây á thì anh chị cũng có coi cái thông tin là hôm nay là coi như là anh Asin này những cái clip mà anh quay tại nhà của anh Chiến Lợn, là cái người ân nhân, một cái người đại gia rất là giàu có Hải Dương, đã hỗ trợ tiền để mà giúp đỡ trong cái hành trình mà từ ở dưới miền Tây để ra Hải Dương mà để tố cáo Tình Luân đó. Thì anh Chiến này là một người phải nói là rất là tốt, và cũng như là giúp đỡ hết mình đó. Thì cái vụ việc của anh Asin này đó, từ những ngày trước thì mình cũng có lên chia sẻ với mọi người về cái vấn đề này. Thật sự thì khi mà cái vụ việc mà 11 anh em để đi ra ngoài đó cùng với chị Giao cổ vũ cái tinh thần, nói thẳng ra là đi cổ vũ tinh thần thôi, còn hầu như là pháp luật thì cũng đã vào cuộc, cũng như là bên hội Liên hiệp Phụ nữ thì người ta cũng vào cuộc hết rồi. Đi là mình đi để mà cổ vũ cái tinh thần của chị, mình giúp được gì giúp. Tuy nhiên thì đi ra ngoài thì đi 11 người, nhưng mà khi mà cuối cùng quay cái hình ảnh được của chị Giao thì chỉ có mình anh Xin này. Rồi anh này thì ảnh dùng những cái coi như là những cái gọi là ảo thuật, những cái màn ảo thuật và những cái tuồng tích này kia, thì nói chung không có cái gì, người ta nói có cái câu nói là không thể nào mà lấy dễ thương mà che mất thánh. Sự thật thì nó vẫn là sự thật. Mà chấn động hôm nay nữa, khi mà lộ ra cái thông tin cực kỳ nóng nhất là chị Giao đã lên tiếng vạch trần cái sự thật của anh Asin này. Anh có nghe chưa? Anh có nghe sơ sơ. Đó, thì anh cũng chia sẻ với mọi người về cái vấn đề này coi. Thì nói chung ra là về cái vấn đề đó là chị thì mình sẽ chia sẻ cái vấn đề của anh em làm YouTube đi, còn vấn đề chị Giao thì em sẽ chia sẻ. Rồi ha. Như là nói chung ra là anh em làm YouTube thì nói chung ra là anh em đi làm thì như là nói chung như là anh em mới vào nghề, thì như là mình đó là cũng là cái người ăn đi trước, thì có gì sẽ hướng dẫn cho em út, đúng không? Nên là có gì thì nó là anh ấy lên đó, thì tại sao và cái lý do là nếu mà lấy được cái clip đó thì phải để tên người đó vô. Cái nhất, cái thứ hai nữa phải đăng sau 1 tiếng hoặc 2 tiếng. Thì nếu mà thật sự ra thì nếu mà anh em đã làm truyền thông với nhau, đúng không,
truyền thông với nhau. Thì anh em mình á, thì như là ví dụ em Út nó còn nhỏ, nó không biết gì, nó mới vào nghề, mình là anh lớn thì mình hướng dẫn cho em Út làm. Mà ví dụ giờ đó là anh em đi làm, ai cũng làm hết, anh là sẽ làm về bên thiện nguyện giúp người là tốt hơn. Thì anh là cái người đi để truyền đạt thông tin đến trước đi, rồi xui mấy em á chia sẻ sao cũng được. Thì cứ mình đừng có dùng cái câu mà bây giờ là mình đăng trước 1 tiếng 2 tiếng rồi đó, rồi mấy em phải đăng sau. Thì mình nói gì nó cũng mà nó nghe nó cũng kỳ ha. Cái này là anh phải mở khóa nè. Cái này phải thu lại. Giờ em nói với anh vậy nè, cái vấn đề hiện tại bây giờ đó, chị Hồng Hà thì cũng đã lên tiếng vạch trần, coi như là bóc cái mặt nạ của cái anh Sim này. Tại vì á, bây giờ nói thật sự ở đây thì mình chia sẻ không phải là anh em làm chung với nghề với nhau. Anh Sim này anh cũng lớn hơn mình, không phải là làm nghề với nhau mà để mà bóc phốt nhau, để mà hạ nhau, để mà đưa mình lên. Nhưng mà cái sự việc này nó phát nguồn từ đâu, nó xuất phát từ đâu thì anh chị cũng phải hiểu rõ vấn đề ở đây là mình lên mình nói cái sự thật. Tại vì cái lúc mà đi á, thì anh Sim này á, anh lên trên YouTube ảnh Bolo Bala thì anh nói là ảnh là cái người là coi như sẽ hỗ trợ giúp đỡ chị Giao các kiểu, không có ai mà làm được cái điều đó và cũng không có ai lên tiếng để đồng hành với chị Giao. Nhưng mà thật sự á, hôm nay thì anh Bánh Mì, mình cũng có theo dõi anh Bánh Mì, ảnh cũng nó thật sự ra chỉ là cái vấn đề mà thích thể hiện thôi, chứ thật sự rất là nhiều người người ta giúp. Nhưng mà do nó thẳng ra là Sim muốn độc quyền cái hình ảnh, và nó rõ ràng bằng những cái bằng chứng, giống như là cái tiền mà đi cho máy bay rồi đó. Thì coi như là thông tin là dở lẽ là cái là anh Sim này là ảnh là cũng như là nói thẳng ra là bú phen. Ảnh nói anh lên mạng á, nói là người này không sạch, YouTube kia dơ này kia rồi, đúng không? Đúng. Giống như là một cú tát, coi như là tự mình tát vào mặt của mình, giống như thật sự mà nói là như gậy ông đập lưng ông đó. Thì quay lại cái vấn đề bây giờ cái tiền vé máy bay, anh cũng lên trên mạng coi từ cái vụ tính xà lan, lúc đó anh cũng lên nói anh làm, anh khoe anh tháng làm YouTube mấy trăm triệu. Mà thật sự anh nói với anh chị cái vấn đề anh em làm công nghệ với nhau thì biết hết, cái tẩy là biết hết. Ở đây thì mình không có nói là mình là YouTube sạch hay là cái gì hết, nhưng mà rõ ràng ở đây là mượn qua cúng Phật mượn qua cúng Phật, nói thẳng là vậy đó. Thì nói chung đi đâu thì anh thấy là lúc nào là cũng là con nuôi, rồi bắt đầu là qua cái vụ của chị Giao thì lại nói là cậu nuôi, anh nuôi. Tính là như là chỗ má chị Hà là nhận má chị Hà là má nuôi, đúng rồi. Thì cái vấn đề đây còn Giao thì là em nuôi. Dạ thì em nói tiếp cho, xin phép cho em nói tiếp cái vấn đề này. Cái tiền vé máy bay á, là theo thông tin á, bây giờ á, thì chị Giao á, cũng là một cái nạn nhân. Trước đó thì mình còn suy nghĩ là chị Giao là người ăn cháo đá bát, là người hai đầu thế này thế kia. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại bây giờ đó, thì mới biết là chị Giao cũng chỉ là một nạn nhân đó. Cái vấn đề mà tiền vé máy bay anh chị cũng xem các thông tin anh em chia sẻ là coi như là Sim này là cũng là kêu chị Giao bỏ tiền ra mua đó, là tức là cái tiền, nói đúng ra cái tiền đó là anh Chiến Lợn đã hỗ trợ chị Giao hết rồi, nghe nói là số tiền là mấy chục triệu luôn, là lo từ cái lúc mà ở nhà hỗ trợ chị Giao nhét luôn. Cái anh này cái kiểu anh này đi theo là kiểu như để kiếm tiền YouTube, nói hẳn là để kiếm tiền YouTube thôi, bỏ cái đồng nào chứ không phải là cái vấn đề mà giống như là anh biết trước là cái vấn đề là có một người đại gia là coi như đã hỗ trợ hết rồi, và chị Giao cũng có nói cho anh biết. Và khi mà đáp xuống sân bay á, thì tới thời điểm bây giờ mình dở lẽ ra anh này ảnh sắp xếp coi như là một cái vở kịch. Tuy nhiên cái vở kịch này nó bị lỗi. Thật sự là đúng như cái câu mà người xưa nói là không có thể nào mà lấy vẻ thưa mà che mắt thắng, đúng không? Nói là có sắc mắt là có chứng. Tại sao mà bạn Tâm Ròm là cái người quay đầu tiên, đúng không? Thì thật sự bạn Tâm Ròm, mình nói thật sự bạn đó thì anh chị cũng biết rồi, một là người chia sẻ làm cái nghề YouTuber, quay chia sẻ về thiện nguyện đó, thì coi như người quay đầu tiên. Nhưng mà cái người người ta quay đầu tiên, người ta chưa có một cái vấn đề nói là tôi quay trước hay quay sau, hay là không cho người này quay hay không cho người kia quay đó. Là em này là cũng là rất là bức xúc. Nhưng mà vài ngày sau khi mà cái sự việc đó xảy ra là coi như là anh Sim này
ảnh độc quyền cái hình ảnh của chị Giao, ảnh quay tại nhà anh Thiên Lợn, mà giờ mấy clip đó ảnh hết rồi. Thì theo như mình nghĩ anh Thiên Lợn này ảnh là một cái người rất là giàu có, và những cái người mà gọi là anh em xã hội á thì người ta sống rất là đàng hoàng, người ta sống rất là trượng nghĩa và người ta có tình có nghĩa. Giống như ví dụ anh là một cái người anh lớn đi, là anh phải lo cho em út này kia các kiểu đúng không, thì cái những người nhỏ người ta mới tôn trọng anh. Đúng rồi, còn nếu mà anh lớn mà cứ lo cho anh ăn với đàn em gì sao nãy. Còn cái này mà vé máy bay mà đến nỗi cũng phải là coi như nó hẳn là đi trực người ta đó, đi ăn trực người ta, dựa hơi người ta. Thì thật sự mà nói khi mà anh Sim này anh ẩn mấy clip tại nhà của anh Chiến Lợi thì coi như mọi người cũng hiểu rồi, tại vì sự thật bây giờ nó đã phơi bày. Thật sự thì anh Chiến Lợi là một cái người thì người ta cũng không có muốn mà lên tiếng nói gì trên cộng đồng mạng, tại vì người dân làm ăn mà đúng không. Nhưng mà thật sự thì mình cũng hiểu được cái vấn đề đó là cái lý do như thế nào mà anh Sim này anh ẩn hết những cái clip mà quay, cái lúc mà quay trong nhà của ta, quay chị Giao đúng không, quay chị Giao lúc trong nhà đó đó, rồi cái lúc mà lên xe hơi thì mình nghe thông tin là nói là người ta cũng muốn giữ bí mật, không có muốn lên hình ảnh đó. Nhưng mà không hiểu sao anh quay vô cái kiến chiếu hậu luôn đó. Thì cái vấn đề này ảnh lên anh nói là ảnh làm là coi như là không phải là cái nghề ảnh là làm YouTube đâu. Đó, là ý anh nói là anh không có kiếm tiền YouTube, nhưng mà thật sự khi mà bấm vô clip thì lúc nào cũng có quảng cáo. Nếu mà nói mà đúng ra mình nói mình phun ra mình không nào nếm được. Nếu mà mình là một cái người bây giờ nó thật sự không phải gọi là anh em xã hội là gì hết, nhưng mà nói về góc độ con người, ví dụ như anh lớn tuổi mình gọi bằng anh đúng không, nhưng mà mình chơi sao mà mình ra với xã hội ai cũng nể mình hết. Mới mình phun mình đâu có thể nào nếm được đâu. Đó, rõ ràng nếu mà thật sự mà mình đi làm mà về vấn đề thiện nguyện mình không có tiền cần tiền YouTube á, là quảng cáo mà không bằng. Đúng rồi, tắt quảng cáo. Nhưng mà nói vậy chi, nó thật sự ra nói mà đi làm nghề YouTube mà ai mà không kiếm tiền, ai không kiếm tiền. Nó thật sự mình với anh Duy Đăng thật sự đi làm nghề mà không có tiền chẳng ai rảnh đi làm gì. Cũng là nói thật sự anh xin ảnh cứ lên trong các clip nó quay thì mọi người cứ sâu chuỗi ra những cái video cũ, cứ mà cái chủ đề hot là ảnh giống như là ảnh tạo một cái hiệu ứng đám đông, giống như là ảnh đưa ta lên, ví dụ như đến một cái nhân vật nào nổi tiếng mà người khác người ta quay thì ảnh tới đó thì ảnh cứ là lặp đi lặp lại câu asin asin. Trong cái đám đông đó thì có nhiều anh em người ta đổ dồn cái cốc quay máy ảnh quay vô ảnh. Đúng rồi, giống như là coi như là anh Xin này là ảnh cũng tính trước hết rồi. Nhưng mà nó thật sự cái tẩy nó thật sự trong cái nghề mình coi mình biết đó, nhìn là mình biết hết. Còn dư luận thì có tới thời điểm này một số anh chị vẫn còn là chưa có nhìn được cái vấn đề. Mình nói đây cái sự thật để cho nó rõ ràng, cái người nào mới là cái người quân tử, còn cái người nào là cái người ngụy quân tử. Sự thật thì nó mãi là sự thật đúng không, người thật việc thật. Giống như bây giờ anh lên anh nói là anh ngừng làm YouTube, nhưng mà mọi người rõ ràng thấy rõ ràng không? Không là, đúng rồi, cái tự nhiên cái là một tiếng sau là ảnh đi quay clip, ảnh đưa lên, ảnh nhồi bao nhiêu clip đó. Rồi ảnh lên cả nó sao nó là 200 cuộc gọi. Dạ, có 200 cuộc gọi của cô chú các bạn yêu cầu để mà gọi để bước vô, để như là làm để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Cái đó là khi mà dư luận người ta đã biết cái mẹ cái biết cái tẩy của anh này rồi, với lại mấy anh em trong nghề đó thì nói thật sự đó, những anh em á người ta làm nói chung là làm trước làm sau, có những anh em người ta là mới vô làm người ta chưa có kinh nghiệm, còn những anh em người ta làm nghề đó, có kinh nghiệm mà ta rất là gần, người ta cũng không có ngại gia chạm. Thì khi mà nói thật sự mình nhìn vô mình theo dõi cái câu chuyện này thật sự mà rất là dễ nhìn. Tại vì cái lý do như thế nào mà đi cùng với nhóm Tâm Gò đi ra quải, hai nhóm của bên anh Chiên đó, tự nhiên đi ra quải đó thì có cái vấn đề đó là bắt đầu là ảnh quay một mình. Em ví dụ như bây giờ ảnh không biết là có bị đại gia, ví dụ như cái vấn đề làm việc thì chắc chắn cơ quan chức năng làm việc thì không được quay, nhưng mà khi chị Giao về cũng alo Tâm ơi qua đây là quay anh em quay chung với nhau đó, thì nó mới gọi là cái tình nghĩa anh em. Nhưng mà cái câu chuyện này nó lại ngược lại anh chị, là coi như là anh Xin này anh đã biết hết rồi, và ảnh là coi như là ảnh kiểu như là ảnh muốn ảnh hù phép, ảnh thổi đôi tai
coi như là chị Giao này cũng là một nạn nhân, giống như là ảnh thống chế, mà ngay cả cha mẹ của chị Giao ở dưới quê bên chị thì anh chị cũng nghe rồi, YouTuber không thể tiếp cận được. Khi mà hỏi những thông tin gì thì ba mẹ của chị Giao nói là chờ em xin chị về đó, rồi bắt đầu là sẽ chia sẻ lên đó. Thì anh chị thấy một cái sự thật quá rõ ràng rồi. Còn mình nói với anh chị mạng xã hội nó có hai mặt, bề nổi và bề chìm. Nhiều khi ở trên mạng mình nói những cái lời hay ý đẹp, mình lúc nào mình cũng thể hiện là mình là người tốt, mình là một người anh đại người kia, mình dỗ được sinh tơ. Mình nói trong cuộc sống này hơn nhau là cái gì, giống như là bạn tâm gọi khi mà quăng cái clip nói là đăng sau một tiếng, đăng sau một tiếng, giống như là mình coi như là mình cái kiểu như là mình muốn chê lướt người ta. Nhưng mà bạn tâm ròm đâu có cần mấy đó đâu anh chị, người ta có chất xám. Bạn tâm ròm cũng nói một cái câu là tôi đây cảm ơn anh, tôi có chất xám đó, tôi cần là cần cái sự tôn trọng, đúng không? Mình nếu mà mình là một cái người lớn mình phải để người ta nể, chứ đừng có nói chi mà tiếng anh em xã hội, chỉ là nói về vấn đề mà giao tiếp xã nhau anh em với nhau thôi. Mình đâu có chơi kiểu đó, chơi kiểu đó là gọi là kiểu như là chơi mà kiểu như điếm đàn, nó hẳn là điếm đàn, chơi là kiểu như là muốn cái gì muốn là trên người ta, muốn ăn là muốn ăn cho hết. Ta nói là ăn ít thì nó dai, mà ăn nhiều thì thích bụng đó. Thì anh Quy cũng người từng trải rồi, anh cũng thừa hiểu, anh cũng quen biết những anh em ở ngoài, đúng không? Anh cũng biết rồi chơi sao để cho người ta nể, những người nhỏ hơn người ta nể, ngay cả đứa nít cũng phải nể mình. Còn bây giờ mạng xã hội á, biết bao nhiêu người ta xem, người ta theo dõi, đúng không? Mình gạt ra lần cũng đâu có thể nào mình gạt ra hoài, đúng không? Mình đừng có dẫn dắt cái dư luận đó. Giống như bên bạn tâm ròm bây giờ thật sự là coi như bởi vì ta nói, anh nói là coi như anh Sim này khi mà phản pháo lần thì anh nói là coi như là cho bùa ghét cho ăn cái này cái kia, rồi anh nói này kia, sống sao ở đời sao làm được tốt khó quá. Đó là anh nói, nhưng mà anh nói cái miệng nói lỗ tai nghe, rồi anh tự trả lời anh sống như thế nào, đúng không? Đâu phải là coi như là người ta nói này nói kia là người ta đặt gì vào chị, nó có cơ sở, có bằng chứng. Ngay cả chị Giao cũng lên tiếng, và anh Chiến tuy rằng không lên tiếng nói, nhưng mà anh Sim này anh ẩn mấy clip trong nhà của anh Chiến, thì mình nghĩ anh Chiến ảnh đã biết được cái sự thật. Anh biết là cái anh này là anh chơi kiểu như là không trung thực. Không, nói chung là anh thì anh ngại mà chơi cái kiểu đó, nếu mà gọi như ngoài đời mà nói gọi là chơi dơ đó, là mình nói hẳn luôn. Thì nói chung ra là anh Chiến Lợn á, thì ảnh là một chị đa gia, nên là ai cũng ảnh là ví dụ anh sống trong lòng anh rất là tốt. Nó bây giờ á ảnh muốn cần giúp đỡ cái hoàn cảnh chị Giao, như là đến á, thì như là đến mình muốn làm cái gì mình phải xin phép. Nếu mà anh Chiến Lợn á, anh cho quay mình quay, đúng rồi. Còn nếu mà cái đó là không biết là có xin phép hay không, mà tự nhiên mà ảnh biết anh nói em nói với anh nè, cái vấn đề anh Chiến là anh sẵn lòng tất cả các anh em mời tới hết, anh đâu có ngại đâu, tại vì anh này anh nổi tiếng lâu rồi đó. Còn vấn đề mà lên anh Xin anh lên anh nói là vấn đề là đi ra ngoài thì vấn đề này khi gặp gỡ gì Giao nó cũng là hạn chế, gặp một tiếng đồng hồ, rồi cái vấn đề bí mật này kia. Nhưng mà thật sự là có bí mật gì đâu, Giao ngoài đó là cơ quan chức năng với là anh Chiến Lợn anh lo hết rồi. Thì nói chung anh em làm nghề như bạn Tâm Ròm này kia thì bạn nó kinh nghiệm, bạn nó cũng dày dặn rồi. Ví dụ như là chị Giao làm việc xong rồi thì đi về, alo em qua đây quay với anh em mình cùng quay, cùng coi như là cái vấn đề nó đâu có xảy ra như ngày hôm nay đó. Nó rất là đơn giản, chứ đâu phải là coi như là phải quay có cái hình ảnh hay là của chị Giao lên là có view có tiền, đồng ý là đi làm nghề là kiếm view kiếm tiền đó. Nhưng mà mình phải sống như thế nào, đúng không? Anh em người ta đi ngoài đó tốn rất là nhiều cái chi phí, cái nhất là chi phí đó. Người ta rất là bức xúc, nhưng mà nhiều lúc bạn Tâm này bạn không muốn là cái vấn đề chi phí, nhưng mà một cái câu nói đó là cũng giống như là một cú tát rất là mạnh, cũng là coi như nói thật sự là bây giờ là coi như là đã rõ ràng rồi đó. Mọi người cũng đã biết và nên nhìn nhận đúng cái sự thật, đúng không? Mình chứ mình đừng có thần tượng cái vấn đề đó.
người ta nói là thương thì khó mà ghét thì dễ. Mình hãy nhìn nhận cái sự thật nó vẫn là sự thật, chứ không phải là mình thần tượng của người quá, cho nên là họ làm cái gì là thôi cũng là cho qua. Đâu đó nó phải rõ ràng, chuyện nào nó ra phải chuyện đó, ngô là ngô mà phai là phai. Nếu như mà anh chị đặt cái trường hợp khi mà anh chị đi ra đời đi làm ăn mà có người khác người ta chơi lướt anh chị vậy, người ta chơi xấu anh chị vậy, thì anh chị cảm thấy như thế nào, đúng không? Theo anh nói vậy đó thì anh Huy có thêm những ý kiến gì để góp ý vô trong cái câu chuyện này? Bây giờ cái câu chuyện này thì hổng dài, thì nói chung ra là ban anh em tâm gồm cái anh em trên mạng cũng là lên án vụ này cũng là nhiều, thì nói chung như anh em mình thì cũng như là đi làm truyền thông với nhau, thì như là những anh em đã lên tiếng rồi thì mình cũng là rất là ủng hộ anh em. Đúng rồi, phải mình để nói là sự thật chứ đâu phải im được đâu. Nếu mà mình im hoài á thì người ta cứ lấn át mình. Mình im ra nghe nói. Thí dụ như em nói cái sự việc của anh Sim này, nếu mà mình im, đúng không? Có những người ta mới làm này kia, ta sợ cái này sợ kia. Giống như là cái cuộc gọi á, mà khi mà cái bạn YouTube gọi hỏi anh Sim là có phải anh quay độc quyền hay không, thì anh mới nói là ai nói quay độc quyền đá vô cuốn họng đó, thì mọi người thấy coi đó là coi như cái mà cái cách sống của anh Sim là như thế nào. Mình phải lên tiếng nói để anh Sim đó, để cho mọi người biết đâu là người quân tử và cái người bị quân tử đó, để nhiều khi người ta nhầm tưởng rồi người ta gọi có cái câu là chọn mặt gửi về. Trong khi bây giờ cái sự việc của chị Giao là chị Giao cũng là cái nạn nhân đó, thì nói thật sự các anh em YouTuber đó thì coi như là có bên nhóm của bánh mì này kia thì cũng là người ta cũng hỗ trợ này kia, mà anh lên nói là không có ai lo lắng này kia cho chị Giao, là có mình ảnh thôi. Nói chung ra mà cũng nấu của chú gì thì anh em mình nói chung ra lúc nào cũng thấy là cái chị Giao mà như là người chồng bảo hành như vậy, thì anh em cũng muốn là phụ tay anh chân. Đúng rồi, như là ra ngoài đó chỉ có cái động lực hơn, tại vì cái gì cũng vậy, một cái vết thương mà như là nếu mà thật sự ra cho em đối diện ở chỗ đó thì cái vết thương em nó sẽ tổn thương. Còn nếu mà ví dụ có người anh em đi chung nhiều thì chị thế tự tin hơn. Đúng rồi, em có nhận không? Tự tin hơn, nên là cái đó là anh em cũng giúp, mà tại vì cái anh đó thì anh không anh chim cho đâu phải rồi, chim cho thì không cho để anh ràng cho người kia qua. Thì mình nói chung với cô chú chị bạn, cái đợt đó là mình cũng đang có ở ngoài Hải Dương, mà đến lúc mà để anh em mình biết là để mới đầu nó là đi xe đò rồi xuôi mới chuyển máy bay, giờ bay cũng đúng là anh em mình cắt kiểu, nên là anh em mình vô như là cũng là nhận được cái thông tin thôi là đi xe đò thì anh em mình cũng ra bến xe để đón. Rồi ông đi máy bay thì anh em cũng ra máy bay đó, rồi cuối cùng kẹt cùng luôn ta la hết, rồi anh em cũng không có thu thập được cái gì hết, nên là anh em mình thấy là ngoài đó thì nói chung ra nhiều anh em rồi, nên là anh em mình sẽ trở về trong Nam. Nên là cũng là hôm nay là đính chính lại vậy. Nói chung ra thì mình nói vậy, nói chung ra làm nghề với nhau thì ai cũng đi kiếm tiền. Bây giờ mà lên trên mạng mà ai mà làm nghề thì nói làm kiếm tiền, cũng nên chi muốn nói là làm không phải là cái nghề của anh là YouTube, đó là sau khi mà anh bị bóc phốt. Nó thật sự mọi người cũng biết đi làm nghề, nó thật sự anh em trong nghề nói chung là biết nhau đó, biết là nhiều lúc mình coi trên mạng biết, nhưng mà nói về cái vấn đề tiền bạc này kia doanh thu bao nhiêu nhiêu, anh xin nó lên nói doanh thu tháng mấy trăm triệu mà, đúng không? Trong khi tiền vé máy bay là cũng là coi như là chị Giao thanh toán, thì anh cũng có là cái ý gì. Ví dụ giờ anh em mình thì ai cũng như là nói chung như là bên YouTube thì anh em mình thu thập những cái gì hay, ý đẹp thì mình gửi đến cho cộng đồng trong nước cũng như ngoài nước để người ta xem, để như là cô chú cũng quan mang. Thì như là mình hy vọng là cái clip này thì như là ai, những ai đó thì nên là như là anh em mình cùng nhau bắt tay để mình đưa ra một cái câu chuyện hoặc là một cái gì đó cho nó hay hơn, để gửi đến cho cô chú chị các bạn một cộng đồng nó rất là nhiều người mới mẻ. Thì nói chung là cái chuyện của anh Huy nói là em cũng hiểu, nói chung là làm nghề thì ví dụ như giờ mà anh Sim nhận lên nói người này dơ, người kia không được sạch, người kia rồi anh đem mấy cái hình ảnh người ta đưa lên, anh cũng đi đạp người ta xuống để anh nâng cái quan điểm lên, anh kiểu như là anh bia ảnh á, anh đạp ta xuống để anh đưa người ta lên đó. Thì mọi người nghĩ là có một cái bữa ăn đúng không, cũng lên nói vấn đề này, mình cũng nói rồi, thì
thì mình nhìn thấy là cái tư cách như thế nào đó, rồi khi mà cái sự việc nó dở lẻ ra là biết là anh này là chỉ là có cái miệng thôi, chỉ là coi như là đi tới đâu đó, thì coi như là nhận là anh nuôi này kia, cái kèo nào thơm đó, thì bắt đầu có lợi cho mình, nó hẳn là có lợi cho mình đó. Đó thì bắt đầu là mình tìm cách đó, là mình coi như là mình làm tù, tìm cách này tìm cách kia đó, để mà mình coi như là độc quyền cái nhân vật đó, cái nhân vật nó hot lên thì coi như bây giờ mình ăn cơm thì người ta cũng biết ăn cơm, người ta cũng bưng cái cơm ra ăn, đúng không? Chứ có đâu mà mình coi như mình làm cái tuần này tuần kia tuần thích chi vẽ ra này vẽ ra kia, rồi xong rồi sự việc thì bốc phốt, xong rồi bắt đầu là về cái đưa cái anh tiên gì lên, anh tiên lên để bao biện, để biện hộ này kia, rồi nói là lý do là có người cái hoàn cảnh ở dưới Tây Ninh gọi về đó, cho nên là cái đó nói chung không có thể nào qua mắt được trên cộng đồng mạng, người ta biết rõ được cái sự thật như nào. Bây giờ anh đi ra đó, bây giờ ai đón tiếp mình sống như thế nào, đúng không? Ngay cả anh Chiến bây giờ đó, thật sự ảnh không nói, nhưng mà khi mà thấy anh xóa, anh ẩn, nói chung không có xóa đâu ạ, ẩn, tại vì khi mà ẩn thì cái tiền cấp vẫn còn, đúng không? Tới tháng tới ngày nó còn chậm, nhưng mà thật sự anh cũng không có dám xóa đâu. Mà nếu như mà nói mà làm nghề không có vì cái đồng tiền cấp đó, thì đừng có bật quảng cáo, thì mình nói là cái sự thật. Ngay cả bản thân Minh luôn, khi mà có những cái đề tài gì hot, những cái chen gì hot thì Minh cũng đi quay giống như mấy anh em thôi. Những cái trang nóng mình quay có nhiều view, mình có thu nhập thì đi quay, hết view không có thu nhập không có ai mà quay. Giống như bây giờ chị Giao tự hỏi chị bây giờ không có hot, không có nhiều view thì anh Xin này cũng chẳng có quay làm cái gì, giống như cái vụ việc của chị Hà anh em mình cũng có nói rồi đó. Thì nói chung ra là mình có sao thì mình nói vậy, cái sự thật nó vẫn mãi là sự thật. Còn mà mình nói mà kiểu như mình chẳng dắt cộng đồng mạng, mình làm tuồng làm tích, mình lúc nào mình cũng thể hiện, nói thật sự cái gì nó cũng lòi ra thôi. Thì thôi, cái video clip ở đây thì cũng dài anh Huy ha, thì chia sẻ cái nội dung xúc tích như vậy thì cũng mong anh chị cũng xem, cũng hiểu cái vấn đề, rõ cái vấn đề đâu mới là cái sự thật, đâu là một người quân tử và người bị quân tử, hai cái vấn đề nó hoàn toàn khác nhau. Thì thôi, hai anh em mình cũng xin kết thúc cái clip ở đây. Đó, anh Huy có lẽ như là gửi lời gì? Thì hôm nay anh em mình sẽ kết thúc clip đi. Thì hôm nào mà anh em mình sẽ có những cái thông tin gì thì anh em mình sẽ chia sẻ cho những anh em làm nghề hoặc là cô chú anh chị các bạn trong nước và ngoài nước xem. Bây giờ cho phép anh em mình xuống like nha cô chú anh chị. Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều.